Quý vị gặp việc gì không vừa lòng, không vừa ý, hoặc bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị lấy của, hoặc là mình nhiệt tình với người ta mà người ta lại dựa vào cái tình cảm đó mà người ta lại đối xử tệ bạc với mình. Tất cả những việc này quý vị khổ toàn là do không hiểu sâu nhân quả và không mang tâm tha thứ. Nếu như mình mà mang cái tâm tha thứ thì mình sẽ mở cái xiềng xích từ tâm đó mà ra, thì quý vị không có khổ đâu. Như sáng những đứa gặp với cô đó, cô than thở, con cô nghe lời vợ mà nó hắt hủi cô khóc tha thiết, nhìn thấy nó muốn xỉu, đuối, mặt khờ. Do ngay chỗ nào? Mình nghĩ rằng mình nuôi con từ khi còn nhỏ, mang nặng đẻ đau, bây giờ nó lớn lên mà nó nghe lời con cái mà nó hắt hủi mẹ. Nên từ nơi đó mà mình tức là cái công mình nuôi nó nhiều quá, cho nó đi học, lo nó đủ thứ, cái gì ngon nhất cũng để cho nó, bên tay bên chân luôn. Mà có nhiều cô mình sanh được thằng con trai mình thương, đừng có nói mình thương nó nổi, chỗ nào mình cũng hung. Mấy cô đã từng thương con trai với cô biết mà, đúng không? Vậy mà sau này nó được hung vợ rồi, nó không bao giờ nghĩ đến mình, tức cái tâm đó nó quay lại, tức quá tức nên ấm ức. Giống như kể công mà, trong lòng kể công, không có nói mà kể công ấm ức. Kể thì không biết vì sao mà kể, mà không tính toán với nó thì tức, ấm ức trong lòng. Nên chúng ta nghe Phật Pháp hay lắm, là nó cởi mở cái tâm của mình. Tại mình đã gieo nhân thì bây giờ mình gặt quả. Bây giờ mình gieo nhân với chồng thì bây giờ cái quả là có con. Thì đã là có con thì phải nuôi con thôi chứ, mình kể công cho nó mệt. Nếu mà không có lấy đâu nuôi. Không có lấy đầu nuôi. Mà nuôi rồi thì đừng kể. Nuôi rồi thì dù người ta thương hay người ta lo, hay người ta hắt hủi hay người ta bỏ rơi, việc đó mình đều chấp nhận được. Tại vì mình nghe Phật Pháp. Cái người mà không nghe Phật Pháp thì không có chấp nhận được, thì việc này bình thường. Còn nếu như quý vị đi về chùa mình, quý vị mà không chấp nhận được, hoặc là những người ở xa mà thường nghe những đức giảng, bởi vì không chấp nhận được thì khổ gắng chịu. Vì không chấp nhận thì nó vẫn là như vậy, nó là như vậy rồi, nó đã chọn con đường như vậy rồi. Vì đừng có nói rằng mày đối xử với tao vậy rồi sau này mày sẽ bị quả báo gì, quả báo gì. Mình nói nó thì càng tạo tội nghiệp, mình càng tức thêm, vì nó đâu có nghe đâu. Bây giờ nó đang mám vào chỗ nào thì nó mám chỗ nấy thôi, chứ ngoài ra mình nói dòng gió làm chi. Bản thân mình đặc biệt nhất là mình cởi mở ra. Nên những đức có nói rằng là tha thứ cho người là đang mở xiềng xích cho mình. Đúng không? Rồi có khi mình lo lắng cho vợ, mình thương hết lòng hết dạ, mến tay mến chân, không cho nó làm lụng gì hết, mỗi ngày nó sống nương nưỡng. Vậy mà đành đoạn mình đi làm cực khổ, nó nhà nó rước chai về, tức chứ sống tức chậu chết được, đừng có nói chuyện dân chứ. Quý vị nghĩ mình bị cắm sừng ai không tức, hiểu không? Tức lắm. Nhưng mà nghe đạo hiểu rồi, chắc mình cũng cắm sừng người ta nên giờ người ta cắm lại. Phật Pháp nó hay lắm quý vị ô, quá giải chứ dẫn đâu nghe. Chứ nếu mà không từng gieo nhân thì sao có quả, gieo cái hạt nào thì có cái trái nấy à. Chứ không có cái lý mà gieo hạt dưa leo mà có trái cà chua. Có chuyện đó đâu, đúng không? Nên đời mình người ta chung thủy với mình là do mình chung thủy với người ta. Còn đời này mình chung thủy với người ta mà người ta không chung thủy với mình, là do mình đã từng không chung thủy với người ta. Giờ người ta không chung thủy lại quê. Nhưng mà mình nghe đạo mình nên tập chung thủy. Vì nếu như quan gia mà nó cứ quay quần hoài thì biết chừng nào dứt đây. Mình đã biết cái tâm tính mình vậy rồi, mình học Phật mình chỉnh lại. Chứ mình đừng có nói nhân quả nên tao vậy,
dĩ hoài, đời đời kiếp kiếp nó cứ xây trong lục đạo hoài. Nên đời này mình tu rồi mình sửa đổi lỗi làm lại. Nên hôm qua nhà Đức cũng nói câu, mình là người phụ nữ có chồng rồi, mình không có liếc mắt đưa tình đàn ông khác, mình không có đùa cợt tầm bậy tầm bạ, hoặc chồng đi làm xa mình đi chơi rồi với người ta, nghĩ rằng chồng không biết, tận lương tâm mình nó phán xét mình, rồi rủ mình đi uống nước cà phê rồi mình nghĩ không ai biết mình đi uống chơi karaoke rồi tầm bậy, có ngày nó kê với mình luôn. Nên từ nơi đó mà mình cẩn thận. Nên mình là người phụ nữ đó, có gia đình rồi đi chùa cũng vậy, gặp tăng trẻ mình cũng không có đến, mình không có phải quá gần gũi, mình không phải, mình ngưỡng mộ cái đạo mình tu, chứ đừng có nên quá ngưỡng mộ cái người đó. Ngưỡng mộ người đó rồi đặt chồng mình ở giấy trò nào, nên cái đó là cái không khéo, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Mình nên ngưỡng mộ cái đạo, mình nên tu cái đạo giải thoát đó. Chứ mình đừng có nghĩ người đàn ông đó làm nhiều việc trong cuộc đời lớn lao, mình ngưỡng mộ người đàn ông đó, không phải. Mình làm gì thì cái vai trò mình làm vợ dành cho chồng nó bị kém lại, không có nên đâu. Phái nữ thì mình thường ưa ngưỡng mộ người đàn ông thành đạt, rồi hoặc là mình nghe những lời ngon ngọt nói hay thích. Mình nên ngưỡng mộ cái đạo á, lấy cái đạo pháp mà tu hành áp dụng trong cái cuộc đời mình nó đúng. Nên tất cả người nữ về chùa mình tu vì không có tác dụng phụ. Tại vì một là những đứa ít gần gũi quá, chỉ chia sẻ Phật pháp thôi, chứ không có đi đâu, không đi đâu mà cũng không có, không có khuyên quý vị đi chỗ này chỗ kia. Đã không đi mà phiến cái gì. Mình khuyên người ta là đến nghe đạo rồi làm trách nhiệm, làm vợ làm chồng cho đàng hoàng, làm con cho hiếu thảo, làm người chân thật, sống mỗi ngày vui, cởi mở những nỗi buồn trong cõi lòng. Thật sự mà nói, mình cởi mở những nỗi buồn trong cõi lòng là mở xiềng xích. Quý vị coi mình đang hận thù ai là phải, mình đang khổ tâm không? Hận thù là khổ tâm. Những cái bài học này cả người sống mà lẫn cái người chết chưa siêu thoát, chưa hương linh, quan gia trái chủ, ông bà cha mẹ dính mắt con cháu đều phải nghe hết. Tại vì sao? Cởi mở ra, nhiều đời nhiều kiếp mà thân chung ấm, cứ làm cu hồn, vất vơ vất vưởng, cứ khổ hoài. Bây giờ mình thân với người thân, nói chuyện họ có nghe đâu. Họ ăn cơm mình đi vòng vòng, mình có ăn chung được đâu. Nên nó không đồng cái cảnh giới thì sao mà chúng ta sống với nhau. Nên sống với nhau mà cảm thấy tức tối, buồn thật, buồn thẻ. Vì không có đối thoại được với nhau, người ta cũng không thấy mình. Mình thấy người ta mà người ta không thấy mình. Thôi bây giờ nghe gì rồi nương vào bổn nguyện của Phật, đi về cảnh giới của Phật đi, rồi thường nguyện trở lại ngon hơn, đúng không? Nên mình nghe được, mình hiểu được, thì tự nhiên con người mình nó cởi mở tâm tư của mình, nó áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Quý vị biết rằng có những người mà họ sống những ngày khổ, họ cứ chấp nhận cái khổ, quý vị, họ cứ chấp nhận cái khổ để sống đời đời, sống hoài. Thí dụ như nội mà nhìn cái hội chúng thì cũng dễ độ sanh. Người ta đông người ngồi gì chắc chắn người ta phải lợi ích làm sao. Lợi ích làm sao người ta mới ngồi, đúng không? Ồ, trong đây nhiều người trí thức lắm, ta học thức cao, có địa vị xã hội luôn. Chứ đâu phải ai cũng bồ cầu lửa không đâu. Hoặc là bà ba bán chè, ông tám chè xích lô đâu chè. Nên mình chưa chắc bằng người ta. Nhiều người ấy, người ta toàn là có điều kiện không? Không thấy chùa mình bị thấy không? Nội mà nhìn qua bên đây mà cái dàn xe đậu, nhìn qua, người ta toàn là điều kiện không, chứ đâu phải người ta chạy xích lô vô nghe hoặc chạy xe đạp vô nghe không đâu, đúng không? Thì mình biết rồi người ta phải lợi ích làm sao. Nhưng mà nhiều người mình là do đối với Phật pháp nó không có kiên nhẫn, nó không có kiên nhẫn, toàn là mình muốn đi hái quả không à, chứ không chịu gieo nhân. Đến chùa chưa nóng cái đích nữa, thì muốn có kết quả, không có cửa đó đâu, đúng không? Cái gì nó cũng phải có bỏ công nó mới có quả chứ. Mọi từng phải đau chân mới hưởng được sự an lạc tại gia, đúng không quý vị? Trời ơi, cái gì cũng muốn niệm ấm chăn im không mà muốn sung sướng. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết bạn ơi.
Nhiều em chân dài niệm ấm chân im, nhưng cuối cùng phía sau của nó